Casemiro, mùa giải TC. Ở mức thi cộng 1, tỷ số CDM là 93. Mức lương 18, chiều cao 1m84, cân nặng 80 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 3 và phải 5. Anh đã từng thi đấu cho São Paulo, FC Bắc Tô và đặc biệt là có những năm tháng phục vụ trong màu áo của Real Madrid với 4 chức vô địch C1 liên tiếp. Mùa giải TC là mùa giải tốt nhất của Casemiro ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ này có 2 sao kỹ thuật. Kỹ số ấn là chuyền dài. Ở vị trí CDM thì Casemiro có bộ chỉ số xanh mượt và hầu như tất cả các chỉ số phòng ngự ở vị trí CDM của anh đã rất tốt. Nổi bật là thể lực, khả năng cắt bóng, đặc biệt là khả năng lấy bóng. Ngoài ra phản ứng và quyết đoán thể hiện một AI rất thông minh trong game. Khi sử dụng Casemiro thì chúng ta để chiến thuật đơn của anh như sau. Công 1 và thủ 3, giữ vị trí và đánh chặn bị động. Sorry các bạn. Giữ vị trí phòng thủ cân bằng và đánh chặn bị động. Công 1 và thủ 3. Giờ chúng ta sẽ vào in game trận xếp hạng để xem Casemiro thể hiện như thế. Thực tế ra khi chúng ta chứng kiến Casemiro thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid trong suốt những thời gian qua thì đều thấy rằng Casemiro thật sự là một trong những CDM xuất sắc nhất La Liga cũng như là thế giới. Khi mà anh phối hợp cùng với bộ đôi Luka Modric và Toni Kroos tạo thành một tam tấu ở khu trung tuyến của Bayern Kane và đã giúp Real gặt vô số vinh quang với 3 chức vô địch C1 liên tiếp. Có thể nói sau thời kỳ của Macherere thì Real đã tìm thấy được một chuyền nhân xứng đáng của Macherere, đó chính là Casemiro. Với một thể hình tương đối đẹp, 1m84, form người trung bình, khả năng phòng ngự, khả năng hỗ trợ các tiền vệ, khả năng đánh chặn, phòng ngự tương đối là tuyệt vời. Casemiro thường xuyên xuất hiện ở những nóng trên sân và ngăn chặn tình huống tấn công của cầu thủ đối phương. Ngoài khả năng phòng ngự xuất sắc thì khả năng nổi bật của Casemiro đó là khả năng chuyền bóng và kiến tạo. Casemiro là một trong những mẫu tiền vệ phòng ngự có AI rất thông minh. Anh không ngần ngại tông húc va chạm với các cầu thủ đang cầm bóng bên phía đội bạn và cũng cực kỳ khéo léo trong những tình huống mà phòng ngự để hạn chế những cú tắc bóng hay là cản phá có thể dẫn tới thẻ đỏ, thẻ vàng. Đối với tem yêu thích Brazil hoặc là Real Madrid thì việc lựa chọn Casemiro cho vị trí tiền vệ phòng ngự là rất hợp lý.
Điểm hạn chế của Casemiro có lẽ là nằm ở tốc độ của anh. Tốc độ của Casemiro không nhanh. Có thể nói là ở mức trung bình so với lại các tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên thì điều đó cũng không quá là quan trọng. Khi mà đối lại anh có một bộ chỉ số phòng ngự như mơ. Là một mẫu CDM hiện đại và thông minh. Ngoài đời thì ngoài khả năng phòng ngự thì Casemiro có một khả năng sút phạt như ghi bàn và kiến tạo đáng để. Khi sử dụng Casemiro cho vị trí tiền vệ phòng ngự thì chúng ta có thể yên tâm. Khả năng tì đè và tranh chấp của anh là rất ấn tượng. Hầu như trong những tình huống một đối một thì Casemiro luôn là người chiến thắng. Thể lực và sức mạnh Casemiro là rất tốt. Anh có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút cộng thêm cả 30 phút bù giờ. Như vậy là với sức mạnh của đội hình cũng như là việc xuất hiện siêu tiền vệ Casemiro đã khiến đối thủ của tôi bỏ cuộc và anh chàng đã thoát ra khỏi trận đấu. Có lẽ nhìn thấy đội hình này thì đối với một số huấn luyện viên thấy là hơi khét rồi, mà đội hình này rất bình thường thôi, không có gì là quá nổi bật. Đây là một Rara của giải Icon. Dường như Icon vẫn đang bị pit xuống. Thật sự nếu đã là Icon thì khả năng phải còn hơn thế nữa. Tuy nhiên thì nếu không fit sẽ rất khó tạo nên sự cân bằng cho huấn luyện viên trong những màn đấu trí cao ở đấu trường xếp hạng một. Casemiro là một trong những mẫu CDM cần mẫn. Ngoài đời thì anh cũng có cuộc sống đời tư rất là mẫu mực và kín tiếng, hầu như không có scandal nào. Cũng như những cầu thủ của Real khác thì Casemiro là một trong bộ tiền vệ phòng ngự rất cầu tiến. Anh luôn cố gắng thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình mỗi lần được các huấn luyện viên trao cơ hội. Và đó là một điều rất tốt cho Real Madrid. Năm nay bước vào độ tuổi 27, 28.
Casemiro vẫn đang còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện mình, để có thể vươn tới những đỉnh cao mới cùng Real Madrid, chinh phục thêm những thành công. Một điều khiến Real lo lắng đó chính là việc nếu như Casemiro chấn thương và hiện tại thì Luka Modric đang là có dấu hiệu bị ảnh hưởng của tuổi tác thì ai sẽ là người đóng thế Casemiro mỗi khi anh vắng mặt? Còn như chúng ta đã biết, có Casemiro trong đội hình thì huấn luyện viên Zinedine Zidane rất yên tâm và khả năng phòng ngự của hàng tiền vệ Real trở nên cực kỳ là lợi hại và sắc sảo. Ngoài khả năng phòng ngự, phối hợp kiến tạo cơ hội cho đồng đội thì Casemiro có khả năng ghi bàn rất đáng nể. Nói chung là Casemiro là một mẫu tiền vệ phòng ngự tương đối toàn diện và hoàn hảo, dành cho những huấn luyện viên yêu thích sự hoàn hảo. Bởi vì anh không đơn giản chỉ là một cầu thủ tiền vệ phòng ngự, mà anh có rất nhiều những phẩm chất nổi bật khác ở những tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Một khả năng, một chỉ số ẩn kín tạo đã nói lên tất cả sự ưu việt của Casemiro. Và việc các bạn tin tưởng Casemiro là một điều hoàn toàn chính xác và đúng đắn. Vậy thì vị trí CDM sẽ chấm cho Casemiro bao nhiêu? Với 3 lần cùng Real Madrid giơ cao chức vô địch Champions League thì không thể nói thêm điều gì ngoài mức điểm của anh là 9,5. Đấy, các bạn thấy là khả năng dứt điểm cũng rất bá đạo. Và dứt điểm không khác gì tiền đạo.